Tiếp báo giá motor 3 kg 4 ngựa Tòng Phát nha cô chú anh chị. Bốn con này đều là 3 kg của Tòng Phát này. À, cô chú anh chị ạ. Con này thì trọng lượng nó nặng là 19,8 kg này, giá là 2,3 triệu. Con này chuyên dùng cho điện yếu nè, nó nặng là 20,01 kg, chuyên dùng điện yếu nha cô chú anh chị, điện 160 dùng ok nha. Cô chú anh chị 2,750 triệu. Và con này thân Z 3 kg 4 ngựa, thân Z này cô chú anh chị vỏ gan nha cô chú anh chị. Thì nó nặng 31 kg này cô chú anh chị ạ. Thì giá là 2,850 triệu. Và con này thân ba phe. Đó, thân tơ hát ba phe vỏ gan này, nó là giá là 3,3 triệu, cốt trục 28 nha cô chú anh chị. À, tiếp cô chú anh chị xem nhé. Thì Quang Thái đang cho tiết chạy hai con 3 kg vỏ nhôm này, một con thông thường và một con chuyên điện yếu này. Thì ampe nó tầm nó đang tiết thử thì nó 15,2 ampe nghe cô chú anh chị. Và ampe tối đa nó là 15 ampe nghe cô chú anh chị. 15 ampe này, ampe tối đa ha. Cái này mình có 15 ampe này. À, chào cô chú anh chị ạ. Bây giờ thì Quang Thái cho hai con gan chạy nghe cô chú anh chị. Hai con gan 3 kg 4 ngựa này. Nó đang chạy ha. Thì con nó chạy một con là cốt 24 và con cốt 28 nha cô chú anh chị. Đó, thì con vỏ gan này 3 kg này, con vít này thì giá 2,850. Còn cái con vỏ gan này tơ hát này 3 kg 4 ngựa này, thân ba phe này, cốt trục 28 này, giá là 3,3 triệu vận chuyển nha cô chú anh chị. Thì tất cả bốn con này đều là dòng 3 kg 4 ngựa của Tòng Phát. À, tùy của chú mình lựa chọn ha. À, của chú anh chị ha. Hello, xin chào của chú chị đến với kênh Motor Điện Tòng Phát Quang Thái nha của chú anh chị. Thì hôm nay Quang Thái sẽ review 4 cái mẫu motor Tòng Phát là 4 mẫu khác nhau nha của chú anh chị. Motor là 3 kg 4 ngựa. Giờ Quang Thái sẽ quay thông số cho của chú anh chị xem nhé. Về báo giá luôn nha của chú anh chị. Thì đây là 4 mẫu khác nhau của nhà Tòng Phát này của chú anh chị. Tất cả đều là motor Tòng Phát, vỏ gan và vỏ nhôm của chú anh chị. Hai con đây, hai con gần đây là 3 kg 4 ngựa vỏ gan. Và mỗi tên mỗi con thì nó có một cái tên riêng của chú anh chị. Cái con mà nó có hai cái tụ hai bên này, nó là gan tơ hát nha của chú anh chị. 3 kg 4 ngựa này, nó nặng 30,01 kg này của chú anh chị ha. Ampe thì 15 ampe, tối đa 15 ampe ha của chú anh chị ha. À, thì cái dòng này cái thân là thân ba phe nha cô chú anh chị, cốt trục thì cốt trục 28. À, cái dòng này thì cốt trục lớn, cốt trục 28. Giá là 3,3 triệu bao vận chuyển nha cô chú anh chị. Còn con này là cái con vỏ gan luôn, mà vỏ gan cái tên nó là vỏ gan Z nha cô chú anh chị. Đấy, nó là 3 kg 4 ngựa này. Tuôn 1400, ampe tối đa nó là 14 ampe ha cô chú anh chị ha. Và trọng lượng nó nặng là 31 kg cô chú anh chị ha. Motor thì Tòng Phát là lỗi đồng 100%, bảo hành 6 tháng lỗi đổi mới. Con này thì Quang Thái bán cũng khá nhiều khách ở Tiền Giang, Hậu Giang mua về làm đầu xịt bơm thuốc ha cô chú anh chị, về bơm nước ha. Thì con này nó có giá là 2,850 triệu bao vận chuyển nha cô chú anh chị. Nó vẫn là 3 kg 4 ngựa hết. Và cái con này là hai con này là hai con vỏ nhôm 3 kg 4 ngựa này. Nhưng mà cái con này đặc biệt là chuyên dùng cho điện yếu nha cô chú anh chị, điện yếu 160. Con này là gọi là giải điện rộng của chú anh chị ạ. Đó, thì khách ở trong miền Tây mua bên Quang Thái cũng khá là nhiều cái dòng này, đỡ bơm hồ, bơm vuông rồi của chú anh chị, bơm cái vuông mà nuôi tôm đó của chú anh chị. Đó, thì cái con này nó cũng là 3 kg 4 ngựa này của chú anh chị ạ. Ampe tới đây là 15 ampe, chuyên điện yếu 160 170 nha của chú anh chị. Trọng lượng nó nặng thì 24 kg 1 này của chú anh chị ạ. 3 kg 4 ngựa giá là 2,750 triệu nha của chú anh chị. Con này chuyên điện yếu ha của chú anh chị, lưu ý để mà lựa chọn ha cô chú anh chị ha. Bốn con này đều là 3 kg 4 ngựa hết cô chú anh chị. Và cái con này là cũng vỏ nhôm 3 kg 4 ngựa, ampe 15, tối đa là 15 ampe này. Con này thì trọng lượng nó nặng 19,8 kg. Đó, thì giá nó là 2,3 triệu nha cô chú anh chị. Đó, thì bốn con này nó có cái giá nó khác nhau và cái chức năng nó cũng khác nhau nha cô chú anh chị. Tất cả công suất nó đều là 4 ngựa hết. Tua chậm hết luôn nha, tất cả đều là tua chậm hết nha cô chú anh chị. Đó, thì giờ Quang Thái cho hai con, cho từng con này ha, từng con đi. Con này thì con cốt 28 này, con tờ hát cho nó chạy trước ha của chú anh chị ha. Và ampe nó tới là 15 ampe này của chú anh chị. Giờ cho cái con giết nha của chú anh chị. Con giết là con này này con chú anh chị, cái bốn ngựa này. Đó, cái con này thì ampe nó đang là 8,4 ampe của chú anh chị ha. 8,4 ampe, ampe tối đa nó là 14 ampe nha của chú anh chị. 14 ampe hả. À, con
con này là gọi là vỏ gan dét nha cô chú anh chị, ba ký bốn ngựa đó, cô chú anh chị ha. Sắt này nó bị rền xuống dưới nền này cô chú anh chị đó. Mình chưa định vị cái máy thì nó rền xuống nó gõ dưới đây này cô chú anh chị. Con này là con vỏ nhôm chuyên điện yếu nha cô chú anh chị, giá là 2.750.000 đấy cô chú anh chị ha. Ampe nó là ampe nó cho test cho nó chạy thử là 6.000 ampe, ampe tối đa nó là 15 ampe nha cô chú anh chị, 6.8 cô chú anh chị ha. Đây là cái con vỏ nhôm 2.3 này cô chú anh chị ha, mình phải test cho nó chạy rồi dòng điện nha cô chú anh chị đó. Thì con này thì ampe nó là 9.7 ampe nha cô chú anh chị. À, con vỏ nhôm thông dụng nè, giá là 2.3 cô chú anh chị ha. À, thì một lần nữa con Thái sẽ báo giá lại ha cô chú anh chị ha, báo giá lại cho cô chú anh chị xem nè. À, cho cô chú anh chị nắm giá này. Cái con vỏ nhôm này, motor lỗ đồng 100% 3 ký 4 ngựa này. À, con vỏ nhôm này thì giá là 2.3 nha cô chú anh chị. À, và cái con cũng vỏ nhôm mà giải điện rộng chuyên dùng cho điện yếu là giá là 3 ký 4 ngựa là 2.750.000. À, tất cả đều là motor Tùng Phát nha cô chú anh chị. Đấy, còn con Z này, con Z này thì nó 3 ký 4 ngựa này giá là 2.850.000 nha cô chú anh chị. Con Z này, vỏ gan Z này và vỏ gan đây là vỏ gan TH, nó có hai cái tụ hai bên này. Vỏ gan TH thì thân ba phe thì giá nó là 3.3 triệu nha cô chú anh chị. Quang Thái báo giá lại cho cô chú anh chị để cô chú anh chị nắm á. Thì motor Tùng Phát thì dùng rất là ổn định nha cô chú anh chị. Bên Quang Thái bán đầy đủ chủng loại motor Tùng Phát ha. Clip này thì tất cả nó đều là motor 3 ký 4 ngựa. Thì cũng có một vài khách hàng bảo Quang Thái quay cái đầy đủ chủng loại của 3 ký của Tùng Phát nè. Thì anh Hùng ở Hậu Giang ảnh yêu cầu Quang Thái thì quay để cho ảnh tham khảo á. Thì Quang Thái quay cho cô chú anh chị xem và ảnh xem luôn. Để anh nắm được cái giá này và chủng loại Tùng Phát thì nó hàng Tùng Phát thì nó phong phú cô chú anh chị, nó phong phú để mà cô chú anh chị mình lựa chọn nè. Vỏ gan, vỏ nhôm hoặc là motor chuyên dùng cho điện yếu ở những cái khu vực mà điện yếu giống như con giải điện rộng này thì cô chú anh chị mình cũng dùng cũng rất là nhiều, bởi vì mình nuôi tôm hoặc là mình xịt thuốc ở xa khu dân cư cô chú anh chị thì cái dòng này nó sẽ đáp ứng được cho mình ha. Con này thì 3 ký 4 ngựa thì giá là 2.750.000 ba vận chuyển nha cô chú anh chị. Thì bên Quang Thái chốt cho cô chú anh chị xong đó là bên Quang Thái có tặng cho cô chú anh chị 1,5 m dây điện dây 4 chấm này đó, để cho cô chú anh chị test và dùng luôn ha cô chú anh chị ha. Thì Quang Thái cũng xin dừng clip ở đây. Chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những clip gần nhất. Xin chào cô chú anh chị. Tôi bảo hành 6 tháng cô chú anh chị, loại đổi mới ha. Chào chú anh chị ạ. Chào chú anh chị.